Hi xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của ktc thì video hôm nay mình sẽ gửi tới các bạn một số phân tích tiếp tục của cái thị trường crypto trong cái thời gian ngắn hạn sắp tới thì ra mình cũng có nhìn thấy một cái tín số tín hiệu nó không được khỏa quan lắm trong cái xu hướng có khả năng tiếp tục tăng của nó thì mình thấy một số cái nó không được ổn lắm trong cái đến ngày vừa rồi nó kết thúc thì ngoài ra mình cũng có một cái lớp học hoàn toàn miễn phí cho các anh em về phân tích kỹ thuật và hôm thứ tư lúc 8 giờ 30 thì nếu mà các bạn nào muốn học và muốn trau dồi cái kỹ năng cái và coi nó như là một cái nghề nghiệp rõ ràng ok thì chúng ta lên 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 học hỏi kiến thức cho mình à, lên bồi đắp kiến thức cho mình và cái đường dài mà giúp chúng ta có thể kiếm được lợi nhuận thì đó chính là cái kiến thức chứ không phải là cũng chỉ có may mắn hoặc là chúng ta cứ chơi lâu dài có kinh nghiệm là khắc thắng đâu đó chỉ là một phần thôi chúng ta vẫn phải học hành vẫn phải bồi đắp hàng ngày thì chúng ta kinh nghiệm của chúng ta mới nhiều và chúng ta phải có một cái kỹ năng về nghề nhất định nào đó chứ không thể nào mà mà chỉ học theo một cách chơi bời và tự chơi tự nghiệm mà chúng ta phải có một cái nền tảng kỹ thuật Đấy, cái cơ bản đó thì ok thì nếu mà ai muốn học à, vào hồi ngày mai tức là tối, tối thứ tư lúc 8 giờ 30 thì các bạn nhớ join vào kênh telegram và nhóm facebook thì uh, trong quá trình chuẩn bị đến uh, cái buổi học zoom hôm đó thì mình sẽ gửi cái đường link zoom uh, thì mình sẽ gửi đường link lên đó thì các bạn chỉ việc join vào học thôi thì ok nếu các bạn thấy video hay và ý nghĩa thì hãy cho mình một like một đăng ký kênh và đừng quên nhấn quả chuông bên cạnh để nhận được những video mới nhất mà mình làm thì đầu tiên chúng ta sẽ phân tích uh, một chút về thị trường btc thì uh, thực ra cây nến ngày vừa rồi nó đóng một cái cây nến nó khá là không được đẹp thì uh, thực ra mọi người có thể nhìn thấy đây chính là một cây nến nó nó giống cái tức là nó mang cái cái ý nghĩa nó giống một cây nến doji hơn mặc dù nó nó cái hình thái của nó chưa chuẩn chỉ nhưng về cơ bản cái hình thái và cái tâm lý nến thì nó là một cây nến doji thể hiện cho cái sự uh, cân bằng giữa bên bán và bên mua hai thằng đang tranh đế nhau và uh, không không thằng nào không thể nào nắm được cái cái xu thế không thể nào, nào chiếm được cái ưu thế để đẩy cái tức là báo hiệu một cái tín hiệu là giá nó sẽ đi theo về một hướng đó đấy thì cái cây nến ngày nó kết thúc bằng một cái cây nến doji cái hình dạng của một cây nến doji như này thì với mình thì giữa cửa lên và cửa xuống thì nó lại đang 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 tranh đấu nhau rồi lúc trước thì khi mà nó hai ngày cái trước nó kết thúc bằng những cái cây doji và cái buổi tối livestream ngày hôm qua thì nó kết tức là nó nó chưa đóng lấy nhưng nó nó tạo thành một cái cây pin ba tăng thì ba cái ba cái, cái cây pin ba tăng như thế này, đúng không? thì thì nó sẽ tạo thành một cái ý nghĩa tức là cái bên mua nó 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 quay trở lại, nó đẩy thị trường tiếp tục tăng lên thì nó sẽ có cái tín hiệu và nó nó nó, nó tức là nó nó xác nhận cái xu hướng tăng nó sẽ rõ ràng hơn và nó sẽ mạnh mẽ hơn so với việc nó nó kết thúc bằng một cây nến doji như này thì tên cây nến ngày hôm qua nó nó đóng tương đối không được đẹp so với cả xu hướng của của toàn diện của hai cây nến trước này nó báo hiệu cho một cái cái bên bên mua nó nó quay trở lại rất là mạnh mẽ, cứ giá liên tiếp bị đẩy xuống và sau đó lại bị bên mua mua ngược trở lại lên, đóng ngược trở lại lên. Đấy, cái cây nến hôm qua thì cái cây nến H4 hôm qua nó đẩy lên luôn rồi. Nhưng nó không giữ giá được ở bên trên này mà lại bị đẩy xuống dưới này để đóng cửa bên dưới này. Thì nó chứng tỏ được cái việc là bên mua nó cũng hơi bị hụt hơi. À, chứ nếu mà đúng nó đóng một cái cây nến pin tăng thì mình thấy được cái cái lực tăng và cái đà tăng của nó phá về quay trở lại đỉnh 65-67 rất là cao đó thì đấy là một chút sút cái 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 thay đổi về cái thông tin của cái của cái biểu đồ ngày cái chat ngày còn nếu chúng ta chuyển sang cái biểu đồ h 4 thì chúng ta sẽ thấy được rõ hơn cái tín hiệu đấy, mọi người nhìn thấy này thứ nhất là cái thực ra cái nến đầy cái cây nến pin ba quá là đẹp luôn này nó về đến cái vùng hỗ trợ kháng cự này sau đó rút chân lên này của h 4 này tiếp theo cái cây đó là một cái cây nến đuôi dài nó về cái lực tâm lý thì nó gần giống như cái pin ba nhưng nó không không yếu tố về lực thì nó không mạnh bằng thì nó vẫn là của cái bên mua nó chính như thế đúng không Đấy, nó đẩy lên bên trên này nó, nó đóng cửa bên trên này thì đây là một cây nến đuôi dài nó thể hiện cho cái việc là bên mua quay trở lại thì chúng ta vẫn mường tượng là từ cái kịch bản là giá nó về đây như hôm buổi hôm qua livestream mình phân tích khi mà giá nó nó từ cái vùng này hỗ trợ kháng cự này xong có đi đẩy về thì mình dự đoán có khả năng nó về đến cái vùng 61 và vùng 60 65 Đấy, thì khả năng giá nó full vách vào đây và tiếp tục tăng lên thì với hai cây nến đây với hai cây nến này với hai cây nến này thì mình thấy được là ở cái dự đoán của mình nó, nó khá là chuẩn xác nhưng sang đến cây nến này ấy, thì nó nó bên bên trên dâu bên trên nó đang giá hơn thể hiện cho cái bên bán này ai à, đúng chưa thể hiện cho cái bên bán và có khả năng nó sẽ đẩy thị trường đi xuống nhưng với cái cây nến h 4 này nó chưa đóng cửa nên chúng ta vẫn chưa khẳng định được gì cả thì ít nhất là phải chờ đến um, 11 giờ Đấy, 11 giờ ngày hôm nay nó lấy nó đóng cửa thì chúng ta mới có thể chắc chắn được cây nến này nó hình thái nó, nó la như thế nào thì chúng ta có thể nhận xét được nhưng vừa với cái biểu hiện của nó như này thì thực ra nó không, không được quá đẹp thì chúng ta phải chờ thêm mình nghĩ là phải chờ thêm xem là nến nó đóng cửa cây à, H1 cái cây cây H4 nó đóng vào lúc 7 giờ à vào lúc 11 giờ thì nó sẽ đóng cửa như thế nào nếu mà nó vẫn đóng một cây xanh mà nó đẩy giá đi lên à nó là đẩy giá tiếp tục đi lên như này đấy nó đóng cửa tầm tầm như này thì câu chuyện là giá nó sẽ đảo chiều từ đây đi lên nó test lại cái vùng 63 này phá được 63 thì có thể về vùng 65 67. Đó thì đấy là cái xu hướng. À, mình thì thực ra thì vẫn vẫn là cái cái xu hướng của bên mua nó vẫn đang đang chiếm ưu thế mà mình nghĩ là, nó, nếu mà nó H4 này H4 này mà nóng đẹp 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 ấy tí thì mình nghĩ là thị trường nó sẽ đẩy lên thôi. Và chúng ta vẫn đang mong chờ kịch bản như thế. Còn câu chuyện là nếu mà nó dừng ngược lại rủi ro nó bắt cây cây H4 này đóng xấu thì nó sẽ khả năng nó quay trở lại nó phá cái này và test lại vùng 57 58. Đó thì à, thực ra bản chất là chúng ta vẫn có ba cái Uh, mốc cả đang chuỗi ba cái vùng giá nó sideways. Thì thứ nhất là cái vùng 63, cái thứ hai là vùng 5758 và cái thứ tư đó chính là cái thứ ba đó chính là vùng 60. Thì uh, hiện tại trong cái khung thời gian nhỏ nhất, tức là trong cái cái xu hướng ngắn hạn thì nó vẫn đang đang sideways trong cái khung thời gian à không cái biểu đồ cái cái kênh giá là 60 cho đến vùng 63. Còn cái kênh giá lớn hơn là cái vùng 63 cho đến 5758 thì hiện tại giá nó vẫn luôn chạy trong cái kênh giá mà nó chưa phá kênh giá lớn này thì bản chất là nó vẫn 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 chưa rõ ràng xu hướng trong câu chuyện là nó sẽ đi về đâu giảm xuống hay tăng lên thì bản chất là phải phá được kênh giá này thì cái xu hướng nó sẽ rõ ràng và nó sẽ đi về một hướng hơn đó thì thì chúng ta phải lưu ý cái vấn đề đó bản chất là nó vẫn đang chạy trong kênh giá thôi từ năm bảy năm tám cho đến vùng sáu ba giá nó vẫn luôn chạy giao dịch trong đây nó vẫn chạy trong đây thì với mình thì mình thấy được là cái câu chuyện là xu hướng mình nghĩ nó chưa rõ ràng đâu nó phải phá được cái vùng sáu ba này thì nó mới rõ ràng còn cái xu hướng trước mắt thì mình thực ra thì mình vẫn đang nghiêng về bên uh, mua. Mình vẫn đang nghiêng về bên mua khả năng thị trường nó sẽ đẩy lên, tức là cái khả năng nó đẩy lên test lại 63 và uh, nó phá 63 để về vùng trên đỉnh này trên này thì với mình thì nó vẫn đang cao hơn. Còn cái câu chuyện nó phá vùng 60 để về quay lại test vùng tám thì nó vẫn có và nó nó đang tức là nó đang đang dần cái cái khả năng kịch bản nó dần dần nó đang chiếm lại cái phần trăm của cái kịch bản xuống này rồi nếu như cái cây nến ngày này ba cây nến ngày này mà đóng một cái cây pin tăng cây cuối cùng đóng cây pin tăng và ba hai cây nến trước nó đóng như này là đẹp rồi cây cuối cùng đóng cây pin tăng thì nó sẽ là kịch bản lên rất là cao nó chiếm tỷ trọng cao và nó sẽ mình sẽ thiên về kịch bản đấy hoàn toàn còn hiện tại đóng cây như này thì nó đang lưỡng lự của hai bên thằng hai bên đang tranh đấu và nó, nó nó chưa cái, cái chưa thực sự là rõ ràng chiếm ưu thế của bên mua thì với mình là cái kịch bản xuống nó đang 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 dần trở lại đó thì anh em cũng phải lưu ý và xem xét nhưng mà thực ra thì với mình thì thị trường an coi nó vẫn đang đang tăng tính nữa mình sẽ phân tích thị trường an coi thì mọi người vẫn thấy được là thị trường an coi nó vẫn đang có tiến triển thế nào là chúng ta quan trọng của chúng ta không cần phải là biết tăng đến đâu không phải không cần phải là tăng đến 63 không cần phải tăng đến 65 67 mà chúng ta chỉ cần biết nó yên ổn trong cái vùng sideways này thôi nó không đi quá xa mà nó cũng không đi quá quá cao không cần tăng đâu vấn đề ở đây là nó ổn định thôi đó thì đấy là cái quan trọng và chúng ta cũng đã có lợi nhuận ở trên cái thị trường an coi rồi với mình mà hôm vào từ hôm qua thì đa phần thị trường nó đã, đã tăng và hồi rồi thì uh, trên đây là một số để mình bật xem H1 xem nó có cái gì nó uh, H1 thì thực ra cũng không có gì nhiều cả đấy, thì uh, về cơ bản uh, H4 đấy, H4 tín hiệu H4 thì cái cây nến H4 này hai cây nến H4 đóng trước rất là đẹp nhưng cây nến H4 này thì chúng ta phải chờ xem nó có đóng đẹp không nó có là một cây nến tăng để lên trên đây không nếu mà giá đóng cửa trên cái vùng 61 năm này thì mình nghĩ được cái việc là nó sẽ tăng lên, nó sẽ phá cái vùng à, test lại vùng 63 và phá vùng 63 để vùng 6567. Đó thì trên đây là một số cái xu hướng mà mình muốn gửi tới các bạn uh, trong cái thời gian sắp tới của uh, Bitcoin trong cái, cái 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 hướng đi sắp tới trong cái xu hướng ngắn hạn của nó. Thì thực ra nó vẫn đang đi trong cái vùng sideways thôi. Thì uh, với mình thì vẫn kỳ vọng nó là vùng trong đi trong vùng sideways này và chúng ta sẽ có một cái khúc ăn ở thị trường an coi Đấy. có thể thời gian là một tuần 2 tuần, 2 tuần thì càng tốt còn không thì cho cho anh em chúng ta khoảng tầm từ 5-6 ngày cho đến một tuần thì chúng ta sẽ uh, nhảy vào thị trường altcoin và chúng ta sẽ ăn được cái khúc lợi nhuận rồi thì cũng không sao cả đó thì đấy là cái một số cái mình gửi muốn gửi tới các bạn trong cái xu hướng của bitcoin à, thì bắt đầu chúng ta sẽ chuyển sang cái phân tích xu hướng về an altcoin thì thực ra thì uh, chúng ta trong cái biểu đồ BTCDOM chúng ta nhìn thấy rất, rất rõ được là cái việc là giá của cái tức là cái biểu đồ cái chạt cái cái nến của biểu biểu đồ BTC BTCDOM nó đang tiếp tục giảm xu hướng giảm nó phá qua cái đáy này và nó test về lại cái vùng 437. Như mình đã phân tích từ trước thì khả năng BTC Dom nó vẫn sẽ giảm xuống cái vùng này và test lại cái vùng 437 này. 437 và sau đó có thể khả năng nó sẽ test lại vùng 443. Đấy, giá tiếp tục nó vẫn đang tức là cái cái xu hướng giá nó vẫn đang tiếp tục trở về vùng 43. Thì với cái biểu biểu đồ BTC Dom này chúng ta cũng nhìn thấy được là cái rõ ràng cái xu hướng của ancoin nó đang nó nó đang 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 đang, đang giảm. À, tức là cái xu hướng của thị trường Ancoin nó đang đang hồi phục trở lại rất là rõ ràng Khi cái từ cái vùng đỉnh là vùng gần như là 50 Xong là quay trở lại về vùng 43, 44 Thì cái xu hướng của Ancoin nó đang hồi phục rồi Đó thì chúng ta sẽ chuyển sang cái biểu đồ total Để chúng ta nhìn thấy được rõ hơn là cái dòng vốn nó như thế nào Với biểu đồ total thì chúng ta thấy được là cái câu chuyện là vốn hóa thị trường không thay đổi Tổng vốn hóa của thị trường hầu như không thay đổi và xoay quay trong cái khu vực này mà trong khi đó Bitcoin lại giảm BTC dom lại đi xuống, giảm xuống thì chúng ta phải thấy được là cái tỷ lệ của phần trăm vốn hóa của Ancoin đang đang dần chiếm trở lại, đang hồi phục trở lại để lấp cái phần mà Bitcoin nó nó giảm. Tức là cái phần phần trăm vốn hóa của BTC đang có xu hướng giảm mà trong khi đó là cái total tức là cái tổng vốn hóa thì lại không thay đổi. Thì chứng tỏ được là cái phần chống cái phần giảm của BTC thì bắt buộc là cái phần uh, phần trăm chiếm vốn hóa của thị trường an coi nó phải hồi phục trở lại để nó lấp phần cái cái phần mà BTC nó giảm thì mọi người thấy được là đấy cái cái đấy là một cái tín hiệu rất rõ ràng của việc là an coi nó đang hồi trở lại đó thì uh, kết hợp ba cái yếu tố ba cái biểu đồ này với nhau thì mình nhận thấy được là uh, cũng như cái video mình trước mình đã nhận định là khả năng đến mùa Ancoin coi rồi thì chúng ta cứ chia 4 và chúng ta cứ nhảy vào thị trường Ancoin coi đi cũng không cần phải rón rén không cần phải sợ hãi trường hợp mà nó xấu thì chúng ta lại cắt thôi không có vấn đề gì cả thì uh, chúng ta vẫn phải mạnh mẽ chúng ta vẫn phải quyết đoán trong câu chuyện là có nhảy vào hay không có chơi hay không được mất là chúng ta chịu đúng không thì với mình thì các bạn uh, uh, mình uh, mình vẫn nhận thấy đây là một cái đầu của một món coi nó có thể fail nó có thể sai nhưng mà với mình nhận thấy được là cái câu chuyện như hôm qua mình đã cô anh em là chúng ta đã cái kèo ATA là đã có có lời rồi ít nhất kèo ATA đây như là à, mình sẽ cho các bạn ATA Hôm qua là có kèo ATA với lại CFX thì kèo ATA đã có lời đây này, xu hướng nó vẫn đang còn nó test lại cái vùng đỉnh này. test lại cái vùng đỉnh này 1.2 này này, cũng được mấy chục phần trăm rồi. Cũng được mười mấy phần trăm rồi các bạn. Thì với mình hôm qua mình đã phím hai cái con này và hai con ATA với CFX thì mình thấy được là uh, thứ nhất là cái kèo ATA đã chạy rồi, đã chạy được hơn chục phần trăm rồi. Mười mấy phần trăm nếu mà ai chốt ở 1.2 đã ở cái cái đỉnh này thì đã đã được gần 20% rồi. Còn cái xu hướng tiếp theo thì có thể nó sẽ quay trở lại test vùng 1.3, 1.35, hai là cái vùng 1.9, 2. 2 đô thì có thể nó sẽ quay trở lại để nó test lại cái vùng đỉnh. Như thế này thì chúng ta có thể chốt lời ở những cái vùng như này. Đấy, ok chưa? Thì đấy là cái, cái cái xu hướng của An thì mình đã 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 phím cho các bạn từ ngày hôm qua rồi. Hôm qua rồi rõ ràng thì vào, vào kèo thì đã ok rồi. Thì uh, anh em chú ý cũng uh, chúng ta có thể nhảy vào thị trường an coi được không? Chia vốn và vào vào hoặc là vào hết cũng được thì đã tùy các bạn. À, thì trên đây là một số cái mà mình muốn gửi tới các bạn trong cái thời gian sắp tới à, Ngoài ra tí nữa mình sẽ gửi cho các bạn thêm một cái video là các kèo, các cặp mà mình đang chú ý à, Tầm trưa trưa hoặc chiều mình sẽ gửi cho các bạn à, Thì à, nếu các bạn thấy video hay và ý nghĩa thì hãy cho mình một like, một đăng ký kênh Và đừng quên nhấn quả chuông bên cạnh để nhận được những video mới nhất mà mình làm à, Xin chào và hẹn gặp lại các bạn